Thôi bối đồ, quẻ tượng 56, đối ứng với đại dịch Covid-19 ngày nay. Một dịch bệnh lớn chưa từng có đang bùng phát ở Trung Quốc dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dụ ngôn của hình ảnh thứ 56 trong thôi bối đồ, đối ứng với dịch bệnh này, nó triển hiện cho mọi người hàm nghĩa và cảnh báo thâm sâu nào. Sách Thích Danh nói về dịch rằng, dịch bệnh là lời nói có ma quỷ thì hành vi có dịch bệnh. Sách Thuyết Văn giải thích dịch rằng, dịch bệnh là bệnh mà người dân đều mắc. Dịch bệnh đang hoành hành ở Trung Quốc hiện nay đã được dự ngôn trong quẻ tượng 56 của Thôi Bối Đồ. Quẻ tượng này tiết lộ những bí ẩn gì? Trần Tiến xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Quý vị và các bạn thân mến, một trận dịch Covid-19 bắt nguồn từ viêm phổi Vũ Hán đã lan rộng khắp toàn cầu, lưu hành rộng khắp trong suốt 3 năm qua. Mọi người đều điều chỉnh tâm thái và phương thức sinh hoạt của mình để đồng tồn với virus. Tuy nhiên, trên toàn bộ Trung Quốc đại lục, từ thành thị đến các ngôi làng hẻo lánh, chỉ sau một đêm đã xuất hiện mức độ toàn dân đều bệnh. Omicron là một loại virus có tỷ lệ tử vong thấp hơn cúm, nhưng lại dẫn đến sự tái hiện một lượng lớn các ca bệnh nhân triệu chứng nặng và phổi trắng lớn khiến chuyên gia virus phải thốt lên. Chưa từng có trong lịch sử, nhân gian có người gọi đó là sự kiện linh dị. Trong 3 năm qua, cho dù phản ứng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với dịch bệnh có lật trở cực đoan đến đâu, thì cũng giống như Tôn Ngộ Không cũng không bao giờ làm cách nào nhảy thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đến nay vẫn chưa bước đến hồi kết, và hình thế ở Trung Quốc đại lục dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đột biến chỉ sau một đêm. Khi bệnh viêm phổi Vũ Hán lần đầu tiên bùng phát vào cuối năm 2019, có người đã phát hiện ra rằng dịch bệnh khớp hợp một cách thần kỳ chuẩn xác với dự ngôn của hình ảnh thứ 56 trong sách dự ngôn Thôi Bối Đồ. Dù dịch tình là sử vô tiền lệ hay sự tình linh dị, dường như trong dự ngôn của bậc trí giả, lòng bàn tay của Phật chủ đã hiển hiện ra từ trong mông lung. Dẫu thiên tính vạn toán thế nào, thì cuối cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng chỉ thí quần vô ích. Xem lại ý nghĩa sâu xa của dự ngôn hình thứ 56 của Thôi Bối Đồ. Có rất nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, quẻ tượng 56 của Thôi Bối Đồ là tiên tri về tai họa lớn của nhân loại trong thế kỷ 21. Cũng có người nói là chiến tranh thế giới lần thứ 3. Quẻ kèm với tượng thứ 56 là tỷ, thời gian, địa điểm và con đường trạng thái dịch bệnh mà nó biểu thị, trùng hợp kinh ngạc với viêm phổi Vũ Hán. Ngày nay, sau khi dịch bệnh trải qua 3 năm, xem lại ý nghĩa huyền diệu mà hình vẽ, sấm và tụng của quẻ tượng thứ 56 của Thôi Bối Đồ triển hiện, nó càng khiến cho người ta kinh ngạc thán phục. Mỗi hình ảnh trong Thôi Bối Đồ đều bao hàm ý đối ứng của quẻ tượng, hình ảnh, sấm văn và tụng văn. Sau thời nhà Đường, quẻ tượng, quẻ tự của Thôi Bối Đồ đều bị người ta cố tình xáo trộn. Thế nhưng, điều kỳ dị là phiên bản phổ biến của hình ảnh thứ 56 của Thôi Bối Đồ, phối thủy địa bỉ quẻ, được các nhà nghiên cứu công nhận là không hề bị động tới, hiển thị sự trọng đại của ý nghĩa lịch sử của hình ảnh thứ 56 của Thôi Bối Đồ. Đối ứng với hình ảnh của Thôi Bối Đồ đều là chỉ hướng những sự kiện trọng đại qua các triều các đại, liên quan đến hưng suy, tổn vong của các triều đại. Từ đặc sắc chung này mà giải đọc, thì đại sự kiện lịch sử được dự ngôn trong hình ảnh thứ 56, viêm phổi Vũ Hán, chính là liên quan mật thiết đến lịch sử tồn vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đương nhiên, ảnh hưởng đối với toàn thế giới cũng rất to lớn. Hình vẽ, quẻ, sấm, tụng của quẻ tượng 56 của Thôi Bối Đồ đối ứng với Covid-19. Phân tích hình vẽ của quẻ tượng. Nhân vật chính của hình vẽ là hai người đàn ông tay cầm giáo, miệng phun lửa, tạo thành chữ viêm. Ngụ ý của hình vẽ khớp với viêm phổi Vũ Hán. Cây giáo của người phía đông bên phải biểu thị đâm về phía trước. Tay trái của người phía tây bên trái giơ ra phía trước chống đỡ. Còn tay phải cầm giáo hướng xuống đất thủ thế. Hai bên đối đầu một công một thủ, nhưng giáo mác chưa đối chọi nhau. Đối ứng với thực tế, đó là Vũ Hán ở phương đông Trung Quốc tấn công ra bên ngoài. Võ sĩ phương Tây dốc hết sức chống đỡ, nhưng vẫn chưa phát động cuộc chiến vũ lực. Kết hợp với hình nền trời và biển trong hình vẽ để giải nghĩa, biểu thị hình thế hai người phương Đông và phương Tây cách nhau trời và biển, nhưng đối đầu căng thẳng. Tình cảnh này quả thực rất giống với mối quan hệ Mỹ-Trung trong đại dịch Covid-19. Phân tích quẻ của quẻ tượng.
Quẻ tỷ của quẻ tượng 56 là khảm thủy khôn địa, dưới là quẻ khôn, trên là quẻ khảm, năm âm một dương, năm âm vây một dương. Sách thuyết quẻ viết rằng khảm là thủy, là kênh rạch, là ẩn phục, cũng nói khảm là hãm. Điều này có nghĩa là quẻ khảm tượng trưng cho cảnh nguy hiểm, nguy khốn là quẻ hung, vận nước đối ứng với nó là rơi rớt. Quẻ khảm còn có ý che chắn phòng ngự. Vũ Hán nơi bùng phát dịch bệnh từ cổ xưa đến nay đều được gọi là đường thông chín tỉnh, là một thành phố ao hồ kênh rạch điển hình nhất. Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành che chắn phòng ngự cực điểm đối với phiền vuổi Vũ Hán, trong nước phong tỏa kiểm soát 3 năm. Cho đến ngày nay, cả đối nội và đối ngoại đều phát tán những lời dối trá và những số liệu giả, thông tin hoàn toàn bưng bít. Khảm thủy khôn địa cũng ẩn hiện ý xâm thấm. Đối ứng với phổi khi bị viêm thì lượng lớn chất lỏng thấm vào phế nang, được gọi là chứng phổi trắng. Điều này giống như triệu chứng của những người bị nhiễm COVID-19, triệu chứng nặng, cảm thấy khó thở, sinh mệnh rơi vào tình cảnh nguy hiểm cực lớn. Phân tích sấm và tụng của quẻ tượng. Sấm của quẻ tượng chỉ nguồn gốc của dịch bệnh. Sấm viết: phi giả phi điều, tiêm giả phi ngư, chiến bất tại binh, tạo hóa dù hí. Tạm dịch là: bay không phải chim, lặn không phải cá, chiến không dùng binh, trò chơi tạo hóa. Điều này có nghĩa là cuộc khủng hoảng giữa phương Đông và phương Tây hiện nay không dùng vũ lực quân sự mà là virus. Virus rất nhỏ, mắt thường không nhìn thấy, nhưng còn mạnh hơn cả vũ lực quân sự. Virus không bị ước thúc bởi biên giới, bay trên trời, lặn trong nước, nơi nào cũng có virus. Bất kỳ ai, kể cả không tiếp xúc gần, cũng có thể nhiễm bệnh. Vậy, virus đến từ đâu? Đó là tạo hóa tạo ra. Tụng của quẻ tượng chỉ đại dịch, đồng thời nói rõ trạng thái và nguồn gốc của dịch bệnh. Tụng viết: hải cương vạn lý tận vân yên, thượng hất vân tiêu hạ cập tuyền, kim mẫu mộc công, công huyễn lộng, can qua vị tiếp họa liên thiên. Tạm dịch: biển khơi vạn dặm toàn khói mây, trên đến trời mây dưới suối đầy, bà kim ông mộc công huyền ảo, can qua chưa nổi họa liên miên. Những lời này biểu thị phạm vi dịch bệnh lần này rất lớn, đúng như Kim Thánh Thán đã viết. Sự ác liệt của chiến tranh không chỉ ở Trung Quốc. Trên thực tế, sau khi viêm phổi Vũ Hán bùng phát, nó đã rất nhanh chóng lan ra khắp thế giới. Những hành khách trên máy bay, tàu thuyền là những đối tượng dễ bị nhiễm độc do tiếp xúc gần nhất. Giữa các quốc gia tuy không phát động cuộc chiến vũ trang, nhưng cuộc sống của người dân trên toàn thế giới trong 3 năm qua đã bị đảo lộn, rất nhiều người đã chết vì dịch bệnh. Đây không phải cuộc chiến bình thường, mà là mệnh lệnh của tạo hóa, mà bà Kim Ông Mộc chấp hành, là trò chơi tạo hóa, khiến con người hoàn toàn mù mịt, không biết đâu mà lần. Dịch bệnh đến là cảnh báo trừng phạt cái xấu ác. Bà Kim Ông Mộc, trong đạo giáo là chỉ hai vị tiên nhân, Tây Vương Mẫu, Kim đối ứng với phương Tây, và Đông Vương Công, Mộc đối ứng với phương Đông. Chức trách của hai vị tiên nhân này là cai quản sinh tử và thưởng phạt ở thế gian. Thanh dương nguyên khí của ông Mộc cai quản sức sống của vạn vật, quản lý sinh tử trong tam giới, cai quản sổ sách của vạn tiên. Bà Kim sinh dưỡng vạn vật, điều hòa âm dương, cai quản thuốc bất tử, trừng phạt cái xấu ác, cảnh báo tai họa. Khi nhân loại trở nên xấu đi, sa đọa, đánh mất đạo đức cơ bản làm người, thì ông Mộc bà Kim sẽ cảnh báo để cứu vãn sinh mệnh, đồng thời thực hiện chức trách trừng trị cái xấu ác. Tạo hóa mà trong lời tụng nói đến là gì? Tạo hóa là lực lượng an bài sinh lão bệnh tử, thịnh suy tồn vong của nhân loại, là tổng giám đốc duy trì sự vận hành bình thường của thế giới. Tạo hóa là lực lượng vượt trên cõi phàm, cũng tương đương với danh từ Chúa Sáng Thế. Trình Tử nói, quỷ thần là công dụng của trời đất, là công tích của tạo hóa. Như vậy cũng có nghĩa là quỷ thần phát tán dịch bệnh là nhận sự sai khiến của Chúa Sáng Thế đến nhân gian thi hành mệnh lệnh. Trò chơi tạo hóa đối ứng với kết cục của kẻ vô thần đấu với trời. Trung Quốc dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tình trạng dịch bệnh thay đổi hoàn toàn chỉ trong một đêm, khiến các chuyên gia virus kinh ngạc thốt lên, chưa từng có trong lịch sử.
Đây chính là sự triển hiện công việc của tạo hóa vượt trên năng lực của con người. Chúng ta hãy xem tình hình dịch bệnh gần đây nhất của Trung Quốc. Vào ngày 15 tháng 12 năm 2022, lượng lớn những ca nhiễm bệnh bùng phát xảy ra ở khắp Nam Bắc, nông thôn, thành thị, với mọi người bất kể nam nữ già trẻ. Về tốc độ và tỷ lệ lây nhiễm bệnh, quy mô và tốc độ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 hiện nay ở Trung Quốc là chưa từng có trong lịch sử. Chủng virus lây nhiễm hiện nay là chủng Omicron, là chủng lây nhanh nhưng triệu chứng nhẹ, đã hoành hành trên khắp thế giới. Tuy nhiên ở Trung Quốc, tỷ lệ người mắc triệu chứng nặng vượt quá bán và 10% đến 20% những người bệnh triệu chứng nặng bị phổi trắng, đối ứng với sách lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện phong tỏa kiểm soát trắng trên toàn quốc đã hoàn toàn thua trắng. Đây là điều mà không hề có ở bất kỳ nơi nào, quốc gia nào bên ngoài Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc phong tỏa kiểm soát duy trì ổn định trong 3 năm. Kết quả là sau khi gỡ bỏ phong tỏa thì dịch bệnh bùng phát rất nhanh và mạnh. Hơn nữa còn xuất hiện khá nhiều người nhiễm bệnh lần thứ hai và nhiễm triệu chứng nặng. Còn có điều khiến mọi người chú ý là trong số những người chết có khá nhiều người dốc sức cho Đảng Cộng sản Trung Quốc như các quan chức cấp cao, các chuyên gia, học giả. Đây cũng được xem là hiện tượng kỳ lạ khó giải thích. Những hiện tượng này thì câu bà Kim ông Mộc công huyền ảo lại giải thích được. Sự tồn tại của chúng sinh và vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều là sự an bài nghiêm cẩn của tạo hóa. Do đó trong các thời kỳ lịch sử, người xưa đều kính phụng thần linh, kính sợ trên đầu ba thước có thần linh. Con người bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, ở nơi sáng hay trong bóng tối đều không dám lơ là, không dám phóng túng hành vi của bản thân. 70 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc với quan niệm duy vật thuyết vô thần, cuồng vọng tiến hành các cuộc vận động, cuồng ngôn đấu với trời đem lại niềm vui bất tận. Các phong trào đấu với trời của các thời kỳ đều phải trả cái giá đắt là mạng sống của rất nhiều người, đã gây ra những thảm kịch nhân gian hết lần này đến lần khác, chưa từng có trong lịch sử. Những người cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đấu trời đấu đất hết lần này đến lần khác, không mệt mỏi, hết lớp này gục xuống lại lớp khác tiến lên. Cướp chính quyền trong 70 năm qua chính là chủ nghĩa vô thần bắt cóc nhân mạng, hủy hoại tâm hồn, nợ máu chồng chất. Ví như, năm 1958, bắt đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa ba ngọn cờ hồng, chỉ trong vòng 3 đến 4 năm đã khiến cho 40 triệu người chết đói và đã xảy ra thảm kịch người ăn thịt người, gây ra tai họa có số người chết nhiều nhất trong lịch sử. Năm 1966, bắt đầu cách mạng văn hóa, sát hại và làm tổn thương trên một nửa số gia đình Trung Quốc, hủy hoại tín ngưỡng đối với thần, làm méo mó nhân tính và luân thường đạo lý, gây ra kiếp nạn chưa từng có trong lịch sử nhân loại, việc phá hủy văn hóa và văn vật truyền thống. Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng hàng loạt các con đập, hồ chứa nước lớn nhỏ trên khắp mảnh đất Trung Nguyên, số lượng đứng đầu thế giới, và sự tàn phá môi trường thiên nhiên cũng đứng đầu thế giới. Vào ngày 8 tháng 8 năm 1975, hồ chứa nước Bản Kiều liên tiếp vỡ đập, nhân họa do chuyên chính tạo ra thảm kịch hơn 200.000 người tử vong, hơn 10 triệu người mất nhà cửa. Hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc phong tỏa kiểm soát rồi gỡ bỏ phong tỏa kiểm soát đối với dịch bệnh lại là một thảm kịch chống dịch lớn nhất trên thế giới. Là một cuộc chiến duy trì bảo vệ chế độ mà người cầm quyền lấy danh nghĩa chống dịch để kiểm soát gây hại cho toàn dân. Là cuộc chiến chống lại nhân đạo mà Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động với thế giới. Tất cả những điều này đều là những hành động của chính quyền tà ác dưới ngọn cờ chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc, đấu với trời, đấu với người. Loại bạo chính hành ác của thuyết vô thần này có thể thấy là do nguồn gốc từ đại dịch COVID-19 khởi nguồn từ Vũ Hán và là kiếp nạn thời mạt thế. Đồng thời, dưới sự an bài khéo léo của tạo hóa, Đảng Cộng sản Trung Quốc và những hành động của nó cũng đang nuốt chửng chính bản thân mình. Những người trên toàn thế giới bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não hoặc bị bắt cóc bởi lợi ích và những người đang đứng cùng phe với nó cũng đang bị cuốn vào cơn bão táp kiếp nạn này. Trong luận Hoành Vật Thế có viết, trời đất là lò lửa, vạn vật là đồ đồng, âm dương là lửa, tạo hóa là thợ. Đối ứng với ngày này thì thiên, địa, nhân và âm dương đã rối loạn nghiêm trọng, đạo đức bại hoại. Tội ác ma quỷ chưa từng có trong lịch sử của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, mổ sống và bán cấy ghép tạng đã xảy ra hơn 20 năm qua.
năm 2006, lần đầu tiên tội ác này bị phơi bày. Cho đến nay, vẫn tiếp diễn với số lượng lớn. Thế nên, việc đột nhiên bùng phát dịch bệnh COVID-19 chưa từng có trong lịch sử cũng không có gì là lạ. Ông trời có đức hiếu sinh, đã sáng tạo và an bài hoàn cảnh sinh tồn phong phú cho con người. Trời đất công bằng, không thiên vị ai, thường giúp người hành thiện. Ông trời bảo hộ người tốt thiện đường, dùng phúc phận báo đáp cho người hành thiện. Phật độ nhân không yêu cầu điều kiện, chỉ nhìn cái tâm thiện, chỉ cần con người có chính niệm phạt bổn quy chân. Vậy thì sự xuất hiện của đại dịch này nhất định là đạo đức của toàn nhân loại đã thất thủ, suy bại rồi. Thế lực tà ác đang hủy hoại môi trường sinh tồn của người tốt, đang phá hủy thời không tương lai của nhân loại. Thế nên, Thượng Thiên mới chìa tay ra cứu vãn. Tục ngữ nói rằng, người không trị được thì trời trị. Trận dịch này chính là chiến không dùng binh. Trò chơi của tạo hóa là sự triển hiện của phép tắc của trời đất, là sự cứu rỗi của Chúa sáng thế. Người vẫn còn thiện tâm khi đối diện với trận đại dịch kinh hãi chấn động này, sẽ xem xét lại mình một cách sâu sắc, sám hối và thay đổi hướng thiện, thì có thể tìm được cơ hội tiếp tục bước tới tương lai. Cổ nhân từng giảng, nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi, thiện ác nhược vô báo, cản khôn át hữu tử. Tức lòng người sinh một niệm, trời đất đều biết hết, thiện ác nếu không báo, cản khôn át vị tử. Tin rằng trong thời khắc nguy nan này, người dân thế giới có thể khôi phục chính nghĩa trong tâm, phân biệt thiện ác chính tà, tích đức hành thiện thì sẽ được thần Phật bảo hộ, vượt qua dòng bão. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin khám phá của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.